Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với cuộc thi Cười cùng Hùng Dô. Sau đây, mời tất cả các bạn thư giãn cùng mình qua những câu chuyện cười đặc sắc và vô cùng thú vị. Nếu thấy hay, mong các bạn cổ vũ mình bằng một lượt like hoặc comment cảm xúc và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mới đi bệnh viện về, các bộ phận trong cơ thể của ông lão 70 tuổi tổ chức một cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói: ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu: tôi làm việc liên tục 70 năm qua, tôi đúng rồi, cho tôi xin về hưu. Hả? Không được, mày mà về hưu thì chết cả lũ à. Các bộ phận khác phản đối, tim, gan, phèo, phổi tranh cãi mãi, cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng vọng lên: tôi yếu quá rồi, xin cho tôi về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Tổng giám đốc não đập bàn quát: thằng nào bên dưới vừa mới phát biểu, đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phì phào: bố mày mà đứng lên được thì bố mày đã không xin về hưu nha. Ai ơi mà. Ba bà ngồi buôn dưa lê, buôn chắn dưa, chuyển sang buôn trứng. Một bà bảo: một lần em đánh bạo, sờ thử của chồng em, lạ lắm, trứng nhà em lạnh ngắt. Nope. Nghe vậy, bà thứ hai bảo: ô vậy hả, thế thì em cũng phải kiểm tra xem trứng nhà em thế nào. Hôm sau, ba bà ngồi lại, bà thứ hai khoe: đúng thật, trứng nhà em cũng lành ngắt. Bà thứ ba ngạc nhiên lắm: thế thì em cũng phải kiểm tra xem. Hôm sau bà đến chỗ buôn thường lệ, mặt tím bầm, sưng húp. Các bà hỏi lý do thì bà kia bảo: ui giời, cái lão dở hơi, em sờ và bảo: lạ nhỉ, của anh cũng lạnh như chồng hai đứa bạn em. What? Chỉ có thế mà hắn cũng nổi xung và đánh em. Cô gái đi học trên Hà Nội nửa đêm nhận được tin nhắn: chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa? Em có rồi anh ạ. Thế á, chà đây, sớm mai bắt xe về quê ngay, họp gia đình chuyện này. Cha ơi, không như Trang nghĩ đâu, đứa bạn vừa cầm điện thoại của con, nó nhắn tin đấy. Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn: anh phải làm thế nào để được làm bạn của em? Cho phép anh làm quen nhá, em có người yêu chưa? Em chưa có anh ạ. Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi. Ôi dồi ôi, em xin lỗi, em tưởng cha em. Lý giải gì là cha đây, mai không về quê thì đừng về nữa. Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu: sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất tôi không thấy gì, ngày thứ hai tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt. Wow! Cả hội nghị vỗ tay. Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu: sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt. Wow! Cả hội nghị lại vỗ tay. Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên phát biểu: sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ hai, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ ba, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút khi hai mắt đã bớt sưng. Ai ơi mà.